lồng là hai loại mồi nha, một cái loại là xà chuối và một cái loại là xà chuột là rất mối nha. Này mình có chọn.
Mình vận chuyển nó đi xa nên phải gài cái lồng cho nó chắc nha các bạn. Các bạn thấy cái cây này, cái cây chấm chừa lồng nó chạy này. Mình làm thêm một cái móc nữa, một cái móc chấm chừa lồng nữa. Cái này cái lồng này là bao bao sợi nha các bạn. Cây chấm chừa lồng, cái móc chấm chừa lồng nữa. Cái quan trọng là không phải là mình bẫy được con chuột hương này mà là mình quay được cái clip nha các bạn, rất là khó nha. Lần đầu tiên mình mới quay được cái clip một con chuột hương mình bẫy chính như thế này ha, chứ bẫy không phải bẫy thì cũng dễ thôi nhưng mà cái quay clip mới là khó. Rồi. Cho các bạn xem một cái cảnh bẫy con tròn rất là khó nha các bạn. Bạn thấy mình bây giờ mới là 5:30 sáng mình đang đứng ở trong rừng ha. Thì cái rừng thì nó cũng không phải là cái rừng rộng ra lắm đâu, cũng vừa phải thôi. Mình đang đứng đây là cái cây giống như cây mây, cái gần giống như cây mây, rất là gai nhiều ha. Một cái cây lồng mứt, đây là cây lồng mứt. Có tiếng bịp bịp kêu các bạn nghe rồi đó. Rồi, thôi thành quả hút cho các bạn xem vậy thôi nha. Rồi bây giờ mình sẽ phải mang con này về đây.